Cập nhật thông tin đấu giá biển số ngày 24 tháng 9. Trong sáng ngày 24 tháng 9, Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam đã tổ chức đấu giá 3.000 biển số trong 3 khung giờ. Mỗi khung giờ đấu giá kéo dài 25 phút, người trả giá cao nhất đã sở hữu biển số của cuộc đấu giá đó. Phiên đấu giá lần này nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện biển số nữ quý siêu hiếm của thành phố Hà Nội 30L44444. Đây là biển số có lượng người chơi đăng ký đấu giá khủng nhất phiên đấu giá lần này. Không ngoài dự đoán, ngay khi lên sàn đấu giá, biển số này đã nhận được rất nhiều lượt trả giá khác nhau. Kết thúc phiên đấu giá chính thức, biển số 30L44444 được trả giá lên trên 350 triệu đồng. Tuy nhiên, phải trải qua tới 10 vòng đấu giá liên tiếp biển số này mới tìm được ra chủ nhân, với mức giá là 810 triệu đồng. Đây cũng là mức trúng đấu giá cao nhất được ghi nhận trong phiên đấu giá biển số buổi sáng ngày 24 tháng 9. Bộ Công an sẽ gửi thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá.